Trong y học cổ truyền, cà gai leo và cao mật nhân là hai thành phần có công dụng rất là tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là viên cà gai leo cao mật nhân này của nhà em với công dụng là giúp bồi bổ cơ thể, thải độc gan, ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, giúp điều trị viêm gan B rất là tốt các nhớ, còn giúp giảm ho nữa. Sản phẩm thì sử dụng dễ dàng, một ngày mình sử dụng 2 lần, chia buổi sáng và tối. Nếu như các anh có quan tâm về sản phẩm thì hãy để lại cho bên em xin số điện thoại hoặc là ebook trực tiếp cho bên em.